Đây là Jack. Jack cướp vợ chưa cưới của người ta, chết và trở thành phim lãng mạn huyền thoại của thế giới. Đây cũng là Jack. Jack định giết vợ con, chết và trở thành phim kinh dị huyền thoại của thế giới. Điện ảnh The Shining. Sau một con đường dài, cảnh quay thì lắc lư, lúc thì lộn ngược, khiến người thường thấy mệt còn phê phim thấy tương lai sắp đảo lộn. Jack đến khách sạn Overlook, ứng tuyển làm người trông coi nơi này trong thời gian đóng cửa. Vì mùa đông tuyết phủ kín đường đi, nghĩa là Jack sẽ cùng gia đình, vợ Wendy và thằng con Danny cùng với người bạn tưởng tượng Tony ở trong cái khách sạn 7 tháng không internet và có tiền. Đúng nhà tù Gen Z. Mà quản lý trước cũng đã tự giết vợ và hai người con gái rồi tự sát. Nhưng Jack định dùng thời gian viết tiếp bản thảo. Vợ con thì kệ. Danny không thích đến khách sạn vì Tony bảo thế. Bỗng dưng Danny thấy cảnh một dòng lũ máu trào ra từ trong thang máy, cùng với đó là hình ảnh của hai cô bé rồi ngất đi. Wendy sợ quá mới gọi bác sĩ đến. Sau khi dí tận mặt thằng bé 20 phút, bác sĩ cuối cùng không phát hiện ra thằng bé bị gì. Chỉ có sự tồn tại của Tony đáng lo. Người bạn xuất hiện sau khi bị bố đánh biêng đầu chỉ vì nghịch lúc ông bố uống rượu. Ngày khách sạn đóng cửa, gia đình Jack cũng chuyển đến. Ông chủ khách sạn mới niềm nở đưa đi tham quan. Từ phòng ngủ, mê cung cây, sảnh khiêu vũ, nhưng mà không che giấu được thái độ phân biệt chủng tộc khi thuê một người da đen làm quản bếp và gọi ông này là Dick, bởi vì tên ông này như vậy. Ông ta sởi lởi đưa mẹ con Wendy đi xem nhà bếp, khiến cho Wendy thấy thích Dick đen. Sau đấy thì người lớn đi xuống tầng hầm, còn Dick thì dẫn Danny đi ăn kem. Thật ra Dick nhận ra cậu bé này giống mình, đều có năng lực ngoại cảm gọi là shy, hào quang, có thể nói chuyện mà không cần mở mồm. Nhưng cả hai vẫn mở mồm để nói chuyện. Quan trọng là người có shy thì nhìn được những điều đặc biệt, thậm chí là dự đoán tương lai. Khách sạn Overlook cũng có hào quang, ảnh hưởng đến người ở đây. Danny đọc được nỗi sợ căn phòng 237 từ ông ta, mà Dick thì chỉ bực bội bảo cậu hãy tránh xa nơi đó ra. Tháng đầu tiên của gia đình ở đây, Wendy vui vẻ đẩy khay thức ăn qua 20 phòng đưa cho chồng. Jack thì vui vẻ ngủ quá giờ trưa mà chưa chạy deadline được chữ nào. Danny thì vui vẻ cùng mẹ khám phá mê cung 5 tiếng mỗi ngày. Tóm lại là không có gì để chê. Chỉ có Danny vẫn còn tò mò về căn phòng số 237, nhưng mà nó bị khóa. Và một đêm Jack chịu bắt tay làm việc, tiếng lạch cạch vang lên trong căn phòng im lặng. Rồi Wendy vào nhẹ nhàng hỏi thăm. Jack bắt đầu phát khùng, xé hết bản thảo vì cảm hứng bị cắt đứt với một nụ cười khó chịu. Ông ta đuổi vợ ra khỏi phòng. Bên ngoài khách sạn bắt đầu ngập trong tuyết. Hai mẹ con thì vui vẻ đùa nghịch, còn Jack thì nhìn chòng chọc vào khung cảnh bên ngoài, khuôn mặt nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Cơn bão bên ngoài làm hỏng hết đường dây điện thoại, Wendy phải gọi cho cảnh sát bằng bộ đàm vì chán. Danny vẫn tiếp tục đạp xe khắp nơi, cho đến khi gặp hai chị em áo xanh rủ đi chơi. Mỗi tội thứ cậu nhìn thấy là hai cái xác đẫm máu, và chỉ có Tony ở bên cậu bé. Thời gian dần trôi qua, cuộc sống ngày càng nhàm chán. Danny càng lúc càng sợ làm phiền bố, vào phòng cũng phải rón rén. Jack thì cứ im lặng ngồi trong phòng, thấy con đi vào thì ôm chầm lấy thủ thỉ, nhưng trông kỳ dị và đầy sự kiểm soát. Danny bị ám ảnh về chuyện hai đứa bé, mới bảo ông bố đừng làm hại hai mẹ con. Nhưng chính điều đó đã khiến Jack càng khó chịu với Wendy. Ngày hôm sau Danny đang chơi thì một quả bóng lăn đến chỗ cậu. Danny mới từ từ đi về phía đó và nhìn thấy cánh cửa căn phòng 237 mở toang. Cậu đi vào. Một lúc sau Jack lại là người thét lên trong giấc ngủ, làm Wendy chạy vội đến. Ông ta mơ thấy đã giết hai mẹ con. Ngay lúc đấy Danny từ từ đi vào sảnh, trên cổ lằn lên những vết ngón tay. Wendy bắt đầu hướng ánh mắt nghi ngờ về Jack. Chỉ có thể là do ông ta. Jack bất lực đi đến phòng khiêu vũ, rồi bần thần ngồi ở quầy bar. Máy quay vừa đổi góc, tay phục vụ quầy xuất hiện và đưa cho ông ta một ly rượu. Trông Jack chơi đá là rõ. Mồm lải nhải chê bà vợ cứ đay nghiến về lần làm gãy tay thằng con. Đúng lúc ấy Wendy gào lên gọi Jack. Danny đã nói với cô về kẻ trong căn phòng 237 tấn công cậu. Jack đáp lại bằng vẻ mặt thờ ơ. Trong lúc đó ở một nơi xa, Dick bỗng nhiên trợn trừng mắt lên hoảng sợ. Đấy là do Danny đã kết nối tâm linh với ông. Cậu bé đang nhìn thấy hình ảnh trong căn phòng 237 khi mà Jack mở cửa đi vào. Ông nhìn thấy một người phụ nữ trần truồng đi ra từ bồn tắm. Rượu chè xong thì gái gú đến. Khách sạn này chất lượng dịch vụ cao quá. Nhưng khi Jack vừa đến ôm thì người phụ nữ biến thành bà già lở loét, cái xác nổi lềnh phềnh trong bồn tắm, dọa cho ông ta phải hốt hoảng chạy khỏi đó. Nhưng lại không hề kể lại cho Wendy, mà đổ cho thằng con không bình thường. Trong khi ấy Danny lại nhìn thấy điểm gở, một cánh cửa có chữ Red Drum. Bên ngoài thì Jack không thuyết phục được Wendy, mà cô thì cứ đòi rời khỏi khách sạn. Thế là Jack lại phải bật cái văn tình yêu cản trở sự nghiệp, rồi đùng đùng bỏ đi. Chút giận lên mấy cái đồ inox trong nhà bếp, bỗng dưng ông ta lạc vào một hành lang trông như vừa tàn tiệc sinh nhật. Trong lúc đó, Dick ở nơi xa cố gắng gọi cho cảnh sát, nhờ họ liên lạc với khách sạn. Quay trở lại với Jack, anh lại đến phòng khiêu vũ. Lần này thì nơi này nhộn nhịp như show của Hà Anh Tuấn. Một tên bồi bàn làm đổ rượu lên áo Jack,
nhưng anh không cục xúc như với vợ, mà vui vẻ cùng tên này vào phòng vệ sinh. Sục bình xăng còn tạ lỗi. Tên bồi bàn giới thiệu mình tên là Grady. Bạn nghe có thấy quen không? Đấy là tên của tên quản gia đã giết vợ con. Chính là hắn. Grady ngỡ ngàng một lúc, nhưng hắn bắt đầu nói những điều kỳ lạ. Hắn tố cáo việc Danny đã liên lạc với Dick để chống lại Jack. Như thế là hư và cần phải bị trừng phạt. Mà con hư tại mẹ, thế nên mẹ nó cũng cần phải bị trừng phạt. Grady cũng đã làm thế với vợ con mình. Đấy gọi là giáo dục. Trong lúc đấy, Wendy đang tìm cách thoát khỏi khách sạn. Bỗng nhiên Danny tỉnh dậy, hét liên tục Red Rum. Nhưng đấy không phải là thằng bé mà là nhân cách Tony, trông đầy lạnh lùng và vô cảm. Jack lúc này thì đang ngắt hết các thiết bị liên lạc. Nhưng chính thế mà Dick đã biết là có vấn đề. Ông lập tức lên đường quay lại khách sạn. Trong lúc đó Wendy vẫn đang chần chừ với kế hoạch tẩu thoát. Cô đành đi nói chuyện với chồng bằng gậy bóng trời. Nhưng phòng làm việc của Jack trống không. Wendy mò vào nhìn bàn thảo. Bên trong lặp lại dòng chữ: Jack không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Mị thì thống thiết trong cái nhà sàn khít hơn tình cảm vợ chồng. Jack thì đau khổ trong deadline và khách sạn. Mặt Wendy đau khổ như chủ báo. Jack bất ngờ lên tiếng ở phía sau, rồi từ từ đi về phía vợ với khuôn mặt tươi cười. Wendy đã sợ đến líu cả díu, nói mãi không ra ý định đưa Danny đi khám. Jack thì nhại lại đầy khinh bỉ: suốt ngày ăn xong lại hút thuốc, con gái chăm không được lại suốt ngày lo. Cô không sinh ra ở vạch đích nhưng có phải vạch đích ra mà làm không? Có quan tâm đến thằng này? Jack lộn xuống dưới sàn ngất đi. Tỉnh dậy thì thấy đang bị vợ kéo chân đi, nhốt lại vào trong kho hàng. Wendy vừa khóc vừa rút ra con dao, lảo đảo trước lời van xin lẫn chửi rủa của Jack. Hắn ta từ đe dọa cho đến khóc lóc kêu đau. May Wendy thuộc loại giao diện xấu nhưng không đần, bỏ luôn thằng chồng lại. Nhưng Jack đã phá hết xe trượt tuyết và thiết bị liên lạc, khiến cho Wendy chẳng thể rời đi. Chiều tối đến, Jack tỉnh dậy trong cơn mê. Bên ngoài cửa phát ra âm thanh gọi hắn. Jack nhận ra giọng nói của Grady. Tên này chê Jack là chim ngắn vô dụng, thế mà không trừng phạt được con vợ. Jack bắt đầu hứa hẹn với Grady chắc nịch, giống như hứa trong khách sạn cẩn thận, hứa hoàn thành quyển sách. Thế mà chiếc cửa vang lên tiếng mở khóa. Trong lúc đấy thì Dick sắp đến, còn Danny thì lẩm nhẩm Red Rum tiến gần đến giường mẹ, cầm lên con dao trên bàn. Tiếp theo là lấy son viết chữ Red Rum lên cửa sổ, rồi hét lên đánh thức mẹ. Wendy tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chữ Murder, sát nhân, lời cảnh báo thằng cha đang đến. Đúng lúc đấy Jack gõ cửa bằng một con rìu. Wendy mới vội bế con trốn vào trong phòng vệ sinh, mở chiếc cửa hông để trèo ra ngoài. Jack đã phá được cửa chính, thò mặt vào gọi vợ một cách đầy thích thú man dại. Trong lúc đấy thì Wendy đã đưa được con ra ngoài, nhưng bản thân thì lại mắc kẹt vì cửa sổ quá nhỏ. Còn Jack thì cứ từ từ hưởng thụ trò chơi trốn tìm. Khi phát hiện cửa phòng vệ sinh đã khóa, hắn dùng rìu bổ ra một lỗ, rồi ghé mặt vào gọi đầy thích thú: Here's Johnny. Wendy rúm gió sợ hãi như con thú bị dồn vào góc tường, rồi chém vào tay Jack khi hắn cố mở cửa. Đúng lúc đấy tiếng động cơ xe của Dick vang đến. Mặc dù cánh cửa đã bị đạo diễn hóa phép phá banh ra, Jack vẫn quyết định chuyển mục tiêu. Thế là Wendy có cơ hội thoát đi. Jack ngu. Dick đi vào trong khách sạn, mà Jack cũng tập tễnh bước ra phía ngoài. Không khí yên lặng như sắp nổ ra một cơn bão, một cuộc chiến đấu giữa hai người đàn ông. Nhưng không, chỉ một rìu. Và sự đau đớn của Dick chuyển đến Danny, song tên da đen. Jack tiếp tục khập khiễng mò theo tiếng hét của con trai. Wendy thì không hiểu là chạy đi đâu, thế mà lại gặp một con gấu chó đang xúc xăng cho anh trai mặc vest. Jack thì đã rượt đuổi ra đến bên ngoài. Danny đành phải chạy vào trong mê cung, nơi duy nhất mà Jack không biết đường đi lối lại. Wendy thì vẫn lạc lối trong cái ảo giác của khách sạn, từ tên sát nhân Grady cho đến những bộ xương đầy tơ nhện và cả cái bể máu trào ra từ cửa thang máy. Trong lúc đấy Danny chứng tỏ mình là thằng thông minh nhất khi biết cách phách dấu chân đánh lạc hướng, rồi chạy thẳng ra ngoài mê cung, gặp lại mẹ ở đó. Cả hai dùng chiếc xe của Dick để chạy đi, bỏ lại Jack kiệt sức trong cái mê cung và chết trong sự lạnh giá. Và điều kỳ lạ nhất trong cái khách sạn này, đấy là ở bức ảnh chính giữa khu lưu niệm, bức ảnh về ngày khai trương khách sạn, Jack đã ở đó nở một nụ cười đắc thắng.